Thân chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn quay trở lại khoa học MersTech của mình. Và trong video hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu setup gì đắt các bạn nhé. Các bạn vào cho mình cái thư mục mình đang code là Mernao này, đúng không? Ở đây thì mình đã có là server này, mình tạo server và gì, client là gì? Mình viết bằng JS các bạn nhé. Và hôm nay thì các bạn tạo cho mình là MBX Credit gì app ấy, và tên cái này gì đắt Mernao này. Mình đã chạy thành công các bạn nhé. Sau khi chạy xong thì các bạn CD vào cái thư mục này và gì, em start giúp lên giúp mình. Đây các bạn thấy là mình đã start dự án mới nhé, nó chưa có một cái gì cả đâu ạ. Rồi thì mình sẽ mở cái VS Code lên. Các bạn mở cho mình cái thư mục src này nhá. Và gì ạ, chúng ta sẽ xóa đi. Ở đây thì là mình dự án hoàn toàn mới và chưa có một cái gì các bạn nhé. Các bạn download về thì nó sẽ y chang như thế này. Và gì ạ, mình sẽ xóa đi những cái thứ mà không cần thiết để tránh cho rối mắt các bạn nhé. Đây thằng app CS này, mình xóa này. Mình nhấn Ctrl để mình xóa những thằng nào cần thiết các bạn nhé. App test.js mình xóa này. Index.css mình xóa nhá. Logo mình xóa này, report post web virtual mình xóa này. Setup test mình xóa luôn nhá. Đấy. Mục đích là gì? Mình để cho cái cấu trúc nó dễ dàng cho bạn nhìn rồi. Được chưa? Thì ở đây là mình sẽ sử dụng lại cái gì? Cái component root là gì? App.js và gì? Và cái file index.js các bạn nhá. File index.js thì các bạn biết rồi đấy, nó được bundle ra đúng không? Và nó đưa vào trong cái gì? Khi các bạn em start thì gì, cái file index.html này sẽ dàn đúng không ạ? Và gì, nó là banner, nó đưa vào trong cái nội dung ở banner dưới đây các bạn nhé, đúng không? Thế thì cái file index.js này là file root này, root js các bạn nhé. Và gì ạ? Và ở đây thì nó đang gì, nó đang gọi đến một cái app instance đúng không ạ? Và gì, cái component này gì, nó lấy toàn bộ data component này nó sâu ra các bạn nhé. Thì bạn thấy là gì, ở đây là mình sẽ xóa cái thằng div class app đi, đúng không ạ? Mình để mình bỏ gì, hello world thôi các bạn nhé. Hello, hello world, Redux. Lưu ý với các bạn đây là học cho nên mình xóa tất cả cái này nhá. Còn trong dự án thực tế thì tất nhiên là người ta vẫn dùng test các thứ cho nên là người ta không xóa đâu các bạn nhá. Ở đây là mình muốn các bạn là gì? Vì mình đang học cho nên mình sẽ sử dụng những cái gì là trong quá trình học này để cho các bạn dễ hình dung nhất thôi nhá. Bạn xóa cho mình cái import logo này đi, đúng không? Rồi mình load lại trang, các bạn thấy là nó đang báo lỗi này. Không thể show app.css ở trong cái gì ạ? Thư mục src. Đây mình sẽ xem cái app.css nó được include ở đâu các bạn nhá. Đây, import này. Bạn xóa luôn chúng mình. Đấy thì ở đây nó vẫn còn một cái lỗi là .index.css này ở trong src đúng không? Vào trong index.js các bạn nhá. Đây thì nó đang reference đến index.css này. Bạn xóa giúp mình này. Xóa luôn cái mình cái report này nhá, mình không sử dụng mà. Xóa luôn cái dòng dưới này. Rồi. Đấy. Các bạn thấy không? Sau khi mình xóa thành công thì bây giờ thì nó chỉ có chữ hello world đấy đó các bạn nhá. Thì các bạn quan tâm cho mình cái thư mục src này chỉ có file chính là gì? Index.js này đúng không ạ? Rồi thì để setup gì đắt thì các bạn search cho mình thôi. Thực tế nếu các bạn mà đã theo dõi cho mình từ đầu đến cuối và nhất là các bạn hiểu được cái phần gì đắt core thì cái phần này thì giống như các bạn chỉ apply vào thôi các bạn, nó không có một gì đâu. Gì đắt nhá. Credit Store các bạn. Đây các bạn thấy nó setup này. Thì cái hàm Credit Store nó chỉ nhận vào cái gì các bạn đây, nhận vào tham số là gì? Reducer nhá. Preload state nhá và cái enhance cái này thì các bạn chưa quan tâm nhá. Các bạn quan tâm cho mình cái đối số đầu tiên là reducer đúng không ạ? Và cái đối số thứ hai là gì? Cái khởi tạo state thôi. Và cũng một lưu ý cho các bạn này, mình setup luôn là gì ạ? Là khi các bạn nhớ cho mình là cái gì reducer ấy thì khi mà các bạn làm ấy thì nếu mà các bạn chỉ để một gì reducer nhá. Ví dụ như dự án của bạn lúc nào các bạn làm một cái sai chẳng hạn đúng không? Thì các bạn ngoài cái phần authentication này đúng không? Thì các bạn sẽ cần là gì phần thêm sửa xóa user này, thêm sửa xóa product này, thêm sửa xóa slider này, thêm xóa category này đấy. Thêm mỗi phần như vậy. Nếu như các bạn để một cái file gì reducer, một function gì reducer nhá. Sau đấy thì các bạn cứ action chấm tile bằng 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 thì các bạn thấy gì, những cái tile đấy logic của các phần các module nó được lẫn lộn với nhau các bạn nhé. Tức là gì, đáng lẽ module out ấy thì nó mình sẽ tách ra module out thôi, module gì product thì ra module product thôi. Nhưng mà gì, nếu mà mình các bạn để một cái gì user thì các bạn gì, trong cái file gì user nó sẽ action chấm tile bằng bằng này đúng không? Thì như vậy thì các bạn này vi phạm cái nguyên tắc là số 1 trong solid các bạn nhé, tức là single responsible, tức là gì, đơn trách nhiệm các bạn ạ, tức là mỗi module chỉ chịu trách nhiệm một phần thôi các bạn nhé.
thì nó giúp cho code các bạn gì dễ dàng maintain và bảo trì hơn. Thế cho nên các bạn này search cho mình tiếp một cái là gì ạ? Thằng là Redux Restore Combine Seducer giúp mình nhé. Thì cái thằng Combine Seducer này là gì? Nó sẽ gì nhận vào các bạn này. Key là một cái key nhé, vào một gì này. Cái đây là cái function. Cái function Seducer các bạn nhé. Nó combine lại với nhau. Rồi. Thế thì mình sẽ demo luôn cho các bạn. Các bạn vào SRC giúp mình nhé. Và các bạn tạo cho mình một cái thật rồi, cái này store mình sẽ để tạm thời để đây rồi mình tạo sau nhé. Mình sẽ tạo ra một cái gì ạ? New một folder store các bạn nhé. Tức là những cái gì liên quan đến Redux mình sẽ đưa vào trong cái store này. Đúng không ạ? Rồi trong store này mình sẽ tạo một cái là gì? Reducer. Reducer. Đây sẽ có nhiều reducer các bạn nhé, nên mình sẽ tạo ra có S. Trong reducer như mình vừa nói ấy, thì là gì? Mình sẽ tạo ra các reducer tương ứng là gì? Auth reducer là xử lý cho việc gì ạ? Là authentication các bạn nhé. Tiếp theo thì mình sẽ tạo ở trong dự án hiện tại của mình sẽ có một cái module là thêm sửa sang user đúng không ạ? Thì mình sẽ có là user reducer. Các bạn cứ tạo y nguyên như này cho mình nhé. Rồi sau các bạn sẽ hiểu thôi. Rồi. Và nguyên tắc các bạn nhớ cho mình là gì? Mình đã code trước đấy rồi. Auth reducer. Tất cả reducer nó sẽ là một cái function các bạn nhé. Và nó nhận vào hai thông số là gì? Một là state, hai là action. State nó chính là cái state ở trong store truyền vào rồi đúng không ạ? Thì cái action chính là khi bạn dispatch thì bạn truyền object là type là gì thì nó action là nó gì nó bằng cả cái object các bạn nhé. Rồi các bạn nào mà chưa hiểu rõ thì xem lại cho mình cái phần core, mình đã code rất là clear rồi và mình khẳng định là không có ai giúp bạn code đến mức như thế đâu. Đây function auth reducer nhá, reducer đúng không, auth reducer gì và gì nhận vào hai cái tham số là gì, stay, tạm thời mình để stay các bạn nhé, state này đúng không, và gì và tham số thứ hai là action các bạn nhé. Cái này thì nó rất là clear rồi đúng không ạ? Thì các bạn đương nhiên phải viết giống hệt mình thôi đúng không ạ? Ở đây thì mình sẽ có switch case các bạn nhé. Switch đúng không ạ? Switch là gì? Mình sẽ check là action.type đúng không ạ? Tức là những cái user view nó bắn lên là gì? Là action.type là gì đúng không ạ? Là login thì mình sẽ check là login đúng không ạ? Thì ở đây mình sẽ là action.type nhé các bạn nhé. Và dưới đây thì các bạn cây cho mình. Cây đầu tiên là mình ví dụ như là có thì mình sẽ có một cái login register chẳng hạn đúng không ạ? Login success đi. Hiện tại thì mình chưa viết đâu nhưng mà mình viết tạo một cái cây đây các bạn nhé. Thì cái cây này thì cây bằng login success này. Cái này không có dấu cái này đâu các bạn nhé, mình nhầm đấy. Cây login success này. Và đây hai chấm các bạn này. Xuống dưới đây này. Thì các bạn sẽ return lại một cái gì đấy nhá. Tạm thời là bây giờ mình sẽ return luôn cái state đi. Sau mình sửa sau. Và thêm nữa là gì? Mình có một cái cây default. Default là tức là gì? Không có cái action chấm tay nào vào cái cây nào thì nó sẽ vào default các bạn nhá. Nếu là default thì mình sẽ là gì ạ? Là return luôn là gì? Return luôn state các bạn nhá. Và bạn bỏ luôn cái cây login success này, lúc nào mình viết thì mình có các bạn nhé. Mình sẽ để mình một cây là gì, nếu là default tức là gì, nó không có action chấm tay bằng gì thì nó sẽ vào cái default này các bạn nhé, return lại state thôi đúng không ạ. Rồi sau đấy các bạn copy luôn cho mình cái sau khi xong thì các bạn nhớ cho giúp mình nhá, export default cái auth reducer giúp mình. Tương tự thì các bạn copy cho mình cái nội dung này sang bên phía gì user reducer mình sửa lại thôi ạ. Ở đây mình sẽ để là gì user reducer các bạn nhé. Và các bạn export cho mình cái user reducer xa. Đấy thì các bạn thấy là mình có hai cái function reducer nhé. Các bạn viết y chang này giúp mình đúng không ạ? Thì lý do tại sao thì các bạn code phần core bạn đã hiểu rồi đúng không ạ? Và trong index.js này bây giờ mình sẽ setup cái store này các bạn này. Để setup store thì mình sẽ gì? Đầu tiên là mình có cái này xuống nhá. Thì mình sẽ phân chia là đây là những cái phần là core này mình sẽ viết này. Còn ở đây là những cái phần là gì ạ? Mình import ở trong ở local các bạn nhé. Ở đây mình sẽ import
Redux, tức là create store từ Redux các bạn nhé. Cái này là cái ở trên document nó hướng dẫn các bạn thôi, các bạn nào mà chưa nắm thì đọc lại document giúp mình nhá. Tức là về cơ bản thì thằng Redux gì nó sẽ tạo ra một cái create store giống như mình làm hôm trước đấy. Store các bạn nhé. Đây nó còn không gợi ý các bạn. Store. Rồi. Mình sẽ có một cái gì import create store từ Redux. Nhưng mà trước khi mình import thì các bạn chú ý cho mình là mình phải cài thư viện các bạn nhé. Rồi các bạn search cho mình là mminstall Redux hoặc là gì. Mình cài luôn nhé. Clear cái thằng này đi. Cho nên nó không gợi ý các bạn ạ. Npm install này Redux. Muốn sử dụng thư viện thì các bạn phải cài đúng không ạ? Rồi. Các bạn từ từ hãy cài nhé. Các bạn để cho mình cài xong rồi mình xem version thì các bạn cài theo đúng cái account version đó giúp mình. Bởi vì mình không chắc là sau khi mình quay cái này thì version nó sẽ thay đổi. Thì sau này thì các bạn lập những cái bug theo liên quan version thì nếu các bạn là người mới bắt đầu thì rất khó để các bạn thì xử lý các bạn. Cố gắng cài giống version giống mình. Đây này. Các bạn kiểm tra cho mình cái file package.json này. Nó cài gì đắt các bạn nhé. Version là 4.2.0 các bạn nhé. Tại thời điểm mình quay video là 4.2.0 mà các bạn gì npm install gì ạ và a còng cho mình nhá 4.2.0 nhá, nhớ cài giúp mình đúng version. Rồi sau khi mình cái thằng này thì các bạn cũng không không quan tâm nhiều nhá, bởi vì là cái này này nó reference các bạn là gì là nên là sử dụng cái một cái thằng config store của thằng gì đó tung kít thôi, recommend các bạn đấy. Nhưng mà là gì, vì các bạn học cho nên các bạn cần học từ cái bản chất thì các bạn cứ đi từ Redux giúp mình. Còn khi các bạn đi làm ấy thì các bạn đừng bao giờ nghĩ rằng là các bạn không đụng đến Redux nhá. Các dự án maintain từ xưa ông Redux nó ra đời ấy, rất nhiều dự án cần maintain và công ty hiện tại của mình là cũng đến 70% dự án maintain là Redux. Chứ bọn mình cũng không thể nào mà gì khách hàng cho phép mà chuyển đổi sang cái Redux Toolkit được các bạn nhé. Thế còn dự án mới thì các bạn mình cũng sẽ dạy các bạn Redux Toolkit nên các bạn cũng đừng có lo lắng. Rồi. Sau khi thì mình import create store này đúng không ạ? Các bạn tạo cho mình. Đây này các bạn lên doc chúng mình đây. Ở đây thì nó sẽ doc, nó sẽ có một cái đây các bạn này, doc nó rất là clear này. Trong file app.js này thì hiện tại là mình để trong index.js là file file còn rút hơn cái thằng này các bạn nhé. Nó để gì import create store từ React này, sau đây import reducer này. Cái reducer này gì nó combine tất cả những cái reducer xung quanh các bạn nhé. Đây. Thế thì đây, các bạn khởi tạo cho mình create store đây các bạn nhé. Constant này, store bằng. Đây ạ. Ở dưới cái root này. Các bạn gửi tạo cho mình con store bằng gì? Create store này. Truyền vào reducer. Thế thì reducer là cái gì? Nếu các bạn xem doc của nó nhé, reducer này này. Nó chính là gì? Nó chính là export tất cả những cái reducer bên này đúng không ạ? Sau đấy này, nó sử dụng cái phương thức combine. Nó combine theo key value các bạn nhé. Đây, thì mình sẽ demo các bạn. Mình muốn gọi cái thằng này là root reducer các bạn ạ, nó clear hơn nhá. Đấy thì cái root reducer này chưa có đúng không? Thì mình sẽ có constant. Constant này, root reducer này bằng này. Hiện tại thì mình đang viết vào một file, sau đấy mình sẽ hướng dẫn các bạn tách dần ra nhá. Bằng gì ạ? Bằng các bạn nhớ cho mình là gì? Ở trong đây nó viết này. Bằng một cái gì combine reducer các bạn nhé. Đấy. Bằng combine reducer nhá. Đây là function các bạn nhá. Nên có dấu này, nó chạy function này và đưa vào một cái config object này, đúng không ạ? Và key của nó là gì? Mình để một key là out đúng không? Rồi. Thì nó value của nó chính là cái gì? Out reducer các bạn nhá. Thế thì để muốn có out reducer thì các bạn phải import vào thôi, đúng không ạ? Mình import vào rồi thì import out reducer từ gì ạ? Từ chấm mình đứng ở đây thì gì mình phải vào cái store nhỉ, chấm xuyệt thì store các bạn nhé, sau vào out reducer giúp mình à, vào reducer xong mới đây là out reducer. Rồi mình sẽ import luôn thằng thứ hai là thằng gì các bạn, user reducer nhé, thì từ gì ạ, từ user reducer đấy thì nhớ cho mình là gì, cái hàm combine reducer này nó nhận vào object key của nó là out này. Key này bạn đặt tùy ý nhá. Thì cái key này sau này nó sẽ trả về theo cái giá trị này, giá trị của state thôi.
cho nên bạn đặt cái gì cũng được. Nhưng mà mình đặt, nhưng mà đặt nhớ phải clear giúp mình ở đây là phần authent, nên mình đặt authent. Thường là các bạn lấy cái tên đầu của cái tên gì user này giúp mình này. Ở đây gì? Value là gì? Là chính là cái auth user mình export các bạn nhé. Tương tự mình sẽ có là gì? Key thứ hai là user. Là mình sẽ có là gì? User gì user export các bạn nhé. Rồi sau khi xong thì các bạn đã có cái bin store này đúng không? Và các bạn bọc bọc cho mình cái trong cái gì? Provider. Đây. Config gì đắt thì nó phải có. Đây, các bạn search cho mình thêm một cái này nhá. Tức là gì? Ở đây thì các bạn đã thành công là tạo được cái store để lưu trữ cái state rồi, nhưng là gì, để kết nối giữa React với Redux thì các bạn phải chú ý cho mình là còn nó module này. Redux provider. Đấy, bạn search cho mình provider. Hướng dẫn cho bạn search luôn nhá. Đấy, React Redux này. Ở đây. Các bạn kéo xuống giúp mình đây. Đây nó hướng dẫn rất là clear các bạn nhá. Thì các bạn phải bọc provider đúng không ạ? Xong các bạn truyền store nhá. Store các bạn vừa khởi và tạo đây là bằng create store ấy, truyền vào rồi đấy. Thế thì để có cái provider này thì các bạn phải có module gì? React Redux các bạn nhé. Đây. Copy cho mình. Và gì các bạn, trước khi sử dụng provider thì các bạn npm install giúp mình. React pro mình copy nhầm à? React Redux à, đúng rồi. Sorry các bạn. Enter giúp mình nhá. Tức là gì? React gạch ngang Redux là cái gì? Tức là nó sẽ giúp connect giữa việc React với Redux các bạn nhá. Rất nhiều bạn nhầm lẫn là gì, là tất cả những cái gì đấy các bạn tạo store xong đấy các bạn nhầm lẫn là của thằng Redux không các bạn nhé. Giống như hôm trước mình hướng dẫn các bạn biết đấy, sau khi có store rồi các bạn phải tìm cách làm sao để làm cho cái component rút nó gì render các bạn nhé, khi mỗi khi có một cái state thay đổi nhá. Bởi vì thằng store làm sao nó biết được state của bạn thay đổi, đúng không? State của trong các component của bạn đấy. Rồi xong thì các bạn copy nguyên cho mình thôi đây ạ. Import provider từ React Redux này đúng không ạ? Import đây giúp mình này. Được ạ. Sau đây copy cái dòng gì? Provider bọc tất cả cái component app vào các bạn nhé. Đây. Bọc giúp mình như này. Ở đây thì là nó đang có React Strict Mode thì tùy theo các bạn nhé. Ở đây strict mode mình phải để mình gì, mình research xem được cái bug của nó các bạn nhé. Rồi xong rồi thì sau khi xong thì các bạn ra trình duyệt loát lại cho mình xem gì. Nó đang báo là compile reducer không refine các bạn này, thì các bạn xem lại giúp mình nhá, cái compile reducer này đúng không ạ, nó phải import từ cái gì các bạn, từ Redux các bạn nhé. Thêm cho mình cái dấu phẩy ở đây này, compile reducer đấy, rồi mình chỉ import vào thôi. Xong thì các bạn loát lại thì các bạn thấy không? Thì tức là gì? Cái này nó vẫn đang có lỗi các bạn nhé. Để mình xem lại một chút. Slide cho auth reducer refer một cái gì? Under file trong quá trình khởi tạo. Cái này là do cái thằng stay này. Rồi các bạn quay trở lại giúp mình là do cái thằng các cái reducer này này. Khi cái thằng các bạn nhớ cho mình là khi cái hàm create store này này, các bạn không đưa vào cái khóa trị khởi tạo ban đầu của state ấy thì nó sẽ nhận cái object này này. Cái giá trị là key là chính là giá trị này các bạn nhé. Value chính là cái giá trị trả về của phương thức này. Thì khi lần đầu tiên nó loát ấy thì nó sẽ chạy vào auth user này, thì nó sẽ chạy vào cái default này và nó state này nó không có giá trị các bạn nhé. Thì nó trả về undefined nên nó lỗi, tương tự cái thằng này thế này. Undefined lỗi cho nên này. Để tránh cái lỗi đấy thì các bạn đưa cho mình là vào gì? Cho mình một cái state là gì? Là ở đây là out, là truyền cho mình một cái là out đi. Sau đấy mình sẽ sửa lại sau, nhưng mà hiện tại các bạn truyền cho mình một cái giá trị out nhá. Và user thì user là gì? Là gì? Là cái user đi. Để cho nó nhận cái giá trị khởi tạo ban đầu các bạn nhé, khác undefined. Rồi xong các bạn loát lại giúp mình. Các bạn thấy không? Hoạt động bình thường các bạn nhé. Các bạn xem lại cái console này là không có bug gì cả nhá. Đấy. Và xem các bạn xem cho mình luôn cái phần mở rộng này. Và vào cho mình cái phần Redux này. Các bạn thấy là gì? Mình có một cái phần stay này. Nó chưa có mã sinh các bạn nhé.
Và thôi video này mình xin dừng ở đây. Ở video sau mình sẽ hướng dẫn các bạn cài cái thằng gì đắc debug và gì ạ. Và chúng ta gì làm tiếp cái phần này các bạn nhé. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong video sau.